Rồi cho khỏi nữa. Chuyện hưu của tôi đây nè, mà tiền cho tôi một cái kiểu nè. Không ra là tôi phải ngồi à. Đây, nhắm lại với tôi vậy đó. Đó. Được chưa? Tôi phải là coi như. Đi ra. Rồi, mình đi. Lên xe, đi luôn, đi ra. Để phá cửa cái đây nè. Tới nơi luôn. Hay mà. Hay mà. Cái này không bán hả? Cái này không bán hả bác? À, cái đó quê. Con à, hồi bơi ở lại tao, ở lại về tao bơi. Cái đó xe đời về tao bơi. Thôi gì đó. Cái này là cũng mấy chục năm mới gặp. Trời ơi, mấy chục năm rồi. Giết. Chụp hình chưa? Chụp cành đã có mì. Ê, tao nay chụp hình nhà mấy tấm.